Tiếng nhạc karaoke ở nhà các bạn hát có vẻ nặng, âm thanh chưa được bay bổng, tiếng hát không phát và tiếng nhạc chưa đủ trong thì vấn đề 90% nằm ở cặp loa. Kira xin giới thiệu đến các bạn mẫu loa mới của Beats Audio thương hiệu là Beats Audio Pro UK11 và UK20. Dòng sản phẩm UK là loa nén phóng thanh có kích thước nhỏ gọn, gồm một chiếc còi phía trên cho âm thanh đi xa, cường độ âm thanh cao, chất âm trong trẻo, hỗ trợ các nốt cao tốt hơn so với các loa sử dụng chép giấy. Vỏ loa được làm bằng gỗ dán, bề dày 15mm với bề mặt chắc chắn, được khắc logo chính hãng của BF tránh làm giả. Loa có độ phủ sóng là 70x100 độ cho phản hồi đều và chân chu. Trọng lượng cho từng loa là UK11 18,8kg một cái và UK21 là 22,4kg một cái. Trên thân loa đều có tem bảo hành chính hãng kèm theo logo BFA, chất liệu nhôm phay xước chuyên nghiệp. Phía sau loa được kết nối bằng cùm Canon loa chuyên nghiệp, chích độ bám chắc tuyệt vời, âm thanh ra chuẩn kèm các thông số tiêu chuẩn, sử dụng công nghệ Japan và sản xuất tại Đài Loan, Taiwan. Đây là dòng loa có lỗ phát hơi phía sau, được thiết kế phù hợp đánh trong phòng kín, có tường phía sau giúp cộng hưởng lực bass dội lại cho người nghe cảm giác tiếng bass chắc, mạnh và sâu. Các bạn có thể phối ghép dòng loa này với âm ly số Beats Audio 9900 Pro hoặc là các bạn có thể kết nối với lại mixer Q3600H và cục đẩy Beats Audio T2.5. Đó là chúng ta sẽ phối đồng bộ luôn cho thiết bị và một hãng là Beats Audio hết thì nó sẽ cho một chiếc âm hoàn hảo vô cùng. Các bạn sẽ cảm nhận được tiếng ca nhẹ nhàng, tiếng nhạc trong mà lại cực kỳ lực mạnh mẽ và không hề gây cuốn cho micro nhờ công nghệ kỹ thuật số.